trong cái cuộc đời mình từ hôm nay mình không có một cái gì khổ nữa. Bao nhiêu người gặp những đức nghe, họ nói thầy nào là con cháu con ít nói, rồi nó lớn gì mà nó không nói chuyện, rồi cháu con nó lì, rồi con nó lì, rồi bây giờ con phải làm sao. Những đức nói chỉ có đúng một cái là hỏi lại cô làm sao, hỏi lại cô làm sao, chứ cô Phan anh nói cái đứa cháu này làm sao, vì đứa cháu này nó chưa có tiếp nhận Phật pháp thì Phan anh nói làm sao, cô sao là đúng. Cô đã tiếp nhận Phật pháp rồi mà cô đi đem cái tâm học Phật của cô để đắp vào con người không học Phật này để làm sao? Quý vị ơi, chúng ta là người học Phật, chúng ta là người niệm Phật cầu sanh cực lạc mà mình còn mê hoặc điên đảo đây, mà mình kêu người ta tỉnh. Mình còn bị những thứ chói buộc đó của một gia đình. Bây giờ mình sanh con sanh cháu ra mình nuôi nó lớn, nhưng mà với cái tính tình của nó mình không đâu có xoay chuyển được đâu. Tại sao mình không xoay chuyển cái tâm mình trước đi, để bản thân mình có một cái sự an lạc vui vẻ đi, rồi cái năng lượng từ trường của mình nó mới cảm hóa được họ. Năng lượng từ trường mình mới cảm hóa họ. Bây giờ những đứa hỏi bị làm vợ, ông chồng không có có tu hành gì, ổng đi nhậu gì ổng chửi bị, thì ổng đi nhậu gì phải chửi. Phật đã kêu là cấm uống rượu, mà giờ uống rượu thì phải sai, mà sai thì phải chửi bậy. Quý vị có cái người uống rượu là phải chửi bậy rồi đa phận. Chứ người cái người uống rượu mới kêu họ tỉnh. Vậy thì cái người này đâu phải tầm thường. Cái người uống rượu mà hoàn toàn tỉnh táo đâu phải tầm thường quý vị. Mà đã là uống rượu, uống bia, uống nhiều vào thì phải tầm bậy. Tại vì sai xỉn là tầm bậy. Họ tầm bậy, quý vị cũng đi tầm bậy theo. Họ chửi mình là vì họ sai. Bây giờ mình tức lại họ, mình chửi lại, mình càng sai hơn họ. Đúng quý vị? Ngồi suy nghĩ đi phải không? Đó. Quý vị bình tĩnh ngồi suy nghĩ thiệt là kỹ nghe. Thì quý vị mới thấy rằng ông chồng ông đi nhậu về ông chửi mình là đúng. Tại vì ông sai. Ông sai nên ông chửi mình là đúng rồi. Những đứa không phải nói ông chửi quý vị là đúng, nhưng mà do ông nhậu sai nên ông chửi quý vị là đúng. Nhớ chưa? Cái này mới là cái câu cực kỳ quan trọng nè. Đó. Còn quý vị mà chửi ổng lại là sai. Tại vì là người tỉnh mà đi chửi người ta là sai. Chưa từng nghe ai giảng câu này phải không? Nó. Nên tất cả các ông mà đi ăn nhậu vì chửi vợ là đúng. Là đúng. Còn tất cả các bà chửi chồng lại là sai. Hiểu không? Đó. Tự ngồi suy nghĩ đi. Những đứa nói 100% các anh là ông nghe câu này, ông nào cũng chịu. Đúng rồi. Quá đúng. Đó. Bây giờ mình làm vợ, mình làm mồi màng á cho chồng nhậu là đúng. Chồng nhậu xỉn sai xong nói chửi mình là đúng. Mình chỉ cần một cái bực bội khó chịu chửi lại là mình sai. Nên mới nói rằng là cái khổ của đàn bà, nên Phật mới ưu ái cho quý vị một một cái nguyện là khuyên quý vị nên nhàm chán thằng nữ, đúng không? Đó. Nếu mọi vị không khổ và không bị bắt ép vậy sao Phật nói là nhàm chán thằng nữ mà Phật không kêu nhàm chán thân nam? Cái lý này nó rất là cực kỳ sâu sắc. Nên quý vị chỉ cần chửi chồng là hoàn toàn bị sai. Chừng nào quý vị đi ăn nhậu đi rồi quý vị chửi chồng là đúng. Nó. Thấy không? Ăn nhậu vô chửi chồng là đúng. Tại vì quý vị đã ăn nhậu rồi bị sai rồi. Mà sai thì phải đi chửi người ta. Như vậy thì là đúng. Đúng với cái việc mà tại vì bị sai. Nhưng về cái nhân quả thì nó không có tha cho quý vị. Rõ ràng nha. Nó. Vậy thì các ông chồng ông nhậu xỉn sai xong, ông chửi cho vợ là đúng. Nhưng mà cái nhân quả nó không có tha ông là đúng. Nên từ nơi đó phải nói rõ ràng. Tùy quý vị chọn lựa đi.
Theo Nhận Đức thấy thì ngày xưa Nhận Đức cũng ăn nhậu, nhưng bây giờ Nhận Đức nghỉ nhậu Nhận Đức lại tỉnh, mà tỉnh thì nó lại sung sướng. Thì tuy mấy ông chọn lựa tỉnh hay sai, đúng không? Đó. Nên tất cả các cô nghe đạo, các cô hãy nhận thức sâu sắc. Mình nuôi con, sanh con, nhưng mỗi cái đứa nghiệp của con nó đến với mình khác nhau. Bản thân của chúng ta bây giờ muốn cho con mình nó như vậy đâu có được. Cái nghiệp của người ta là do người ta chuyển được, như bản thân cái nghiệp mình là do mình chuyển. Nên mình muốn chuyển giùm cho người ta thì mình phải chuyển mình chứ. Nên trong nhà Phật có câu nói rằng trước vua độ mình sau độ người. Mà quý vị nghe đạo đa phần quý vị đi muốn độ người cơ mà, mà mình quên độ mình. Quý vị hãy xem lại mình đi, còn một ề chưa giải quyết xong kìa, đúng không? Còn một đống trong nội tâm chưa giải quyết xong kìa. Bây giờ quý vị hỏi ngược lại Nhân Đức, vậy thầy sao? Thì hỏi lại bây giờ Nhân Đức nói, quý vị giả thiết vị hỏi lại thầy sao, thì vị cứ thấy 2000 người mà Nhân Đức vui thì Nhân Đức có khả năng nói vị không? Đó, Nhân Đức tổ chức bao nhiêu chương trình, Nhân Đức lo cho 2000 con người, Nhân Đức giải quyết bao nhiêu vấn đề, mà tại sao lúc nào Nhân Đức cũng có năng lượng? Quý vị làm được điều này đi, bởi vì đi nói người ta, đúng không? Đó, không bị chối buộc. Nó thật ra là bản thân Nhân Đức danh có, tiền Nhân Đức cũng có, điều kiện tương đối có ổn định, tình thương những người ta dành Nhân Đức không thiếu, mọi mặt Nhân Đức có quá trời. Mà quý vị thấy Nhân Đức rất bình thản trước những thứ đó, đúng không? Thì Nhân Đức chia sẻ cho quý vị nghe là đúng rồi. Hãy chi mà bây giờ mà nếu mà bản thân Nhân Đức cái gì là người trong chùa sẽ biết hết chứ, tại họ ở gần Nhân Đức, họ biết nào là ông thầy keo kiệt nè. Ví dụ ổng nói vậy chứ ổng hà khắc với người trong chùa, ổng dữ dằn thì người trong chùa sẽ nói hết thôi đó. Rồi ổng chấp nhất chùa chiền đối với anh em huynh đệ, ổng sợ anh em lấy chùa của ổng, ổng xử phạt, thì người ta sẽ nói với vị nghe hết thôi. Giấy không gói được lửa đâu. Nhưng mà đã tâm những đức không có cái đó thì những đức vô cùng yên tâm. Cái quan trọng là ngay cái tâm mình có vậy hay không thôi. Đã là câu ban đầu Nhân Đức nói cho quý vị nghe, chúng ta vì cái mặt giả này nè mà đời đời kiếp kiếp chúng ta phải khổ nè. Chúng ta đời này đi tu tiếp tục cũng vì chùa để cái mặt giả này nữa hả? Vậy thì làm sao chúng ta siêu thoát? Siêu là thăng lên nè, không? Nên từ nơi đó chúng ta siêu phàm nhập thánh là ngay cái chỗ nào. Không phải nói cái gì cao siêu quá mình bay lên trời, hay mình bay về cõi Phật gì. Siêu phàm là cái người phàm phu, người ta rất nhiều thứ buộc ràng nặng nề, nào vợ, nào con, nào chồng, nào của cải, nào đủ chuyện giả tạm cho cuộc đời, phàm phu. Còn mình cũng sống trong cái phàm phu phàm tục đó, mà mình không bị những cái ngũ dục lục trần đó buộc mình thì siêu phàm đó. Là như vậy đó quý vị. Thì những đứa cũng là phàm phu, nhưng mà phàm phu đa phần ai cũng bị danh lợi buộc ràng hết quý vị ơi, đa phần đều bị hết trơn á. Nhưng nếu quý vị nhẹ vì danh lợi thì danh lợi càng lớn, nặng vì danh lợi thì danh lợi không có, nhẹ vì danh lợi thì danh lợi càng lớn 100%. Con người chúng ta đời và đạo không có khác với nhau một chút nào, y gan một lý luôn. Quý vị ở ngoài đời bị nghèo, bị đi tạo tiền, tạo tiền rồi quý vị được người ta quý trọng là tạo danh. Tiền trước danh sau, là khi vị có tiền bị giúp được nhiều người thì người ta tăng bốc bị là danh, đúng không? Và trong đạo cũng y rang luôn. Trong đạo cũng như ngoài đời, thí dụ như đời bị tạo ra rồi, có rồi, thì vị sẽ dùng mọi cách đi bảo trì giữ gìn lại cái danh, cái lợi giả tạm. Nên con người ngoài đời khi người ta đã có danh, người ta sự cố gia đình cái gì người ta sẽ giấu, đủ cách để giấu, giấu dữ lắm. Trong nhà dù có tan nát cũng phải giấu, giấu chừng nào mà nó banh chành hết giấu được thôi, có không? Nó banh chành mà nợ nần phải giấu, giấu đến mức mà người ta là sát nghiệp rồi thì hết giấu được thôi đó. Phải bảo hộ nó, không bảo hộ cho cái giả tạm, đúng không? Thì trong đạo cũng y rang, trong đạo cũng y rang luôn. Khi đã có cái mức mà danh lợi và được người ta tăng bốc
cung kính, thì lúc đó rất sợ bị tổn cái uy tín của mình. Ít có ai dám nói ra những lời nói để làm ảnh hưởng uy tín của mình, mà phải càng trao chuốt văn tự để chứng tỏ mình là người càng hiểu biết thông Phật pháp. Đó. Nên quý vị để ý, có những người lúc bình thường người ta tiếng tâm người ta nổi bật lên, mà tại sao càng về sau người ta lại càng nghiêm càng khuôn lại, tại vì sao? Vì người ta muốn bảo trì giữ cái đó lại, mà người ta bệnh đau người ta không có dám nói nữa, chừng nào chết thì tin, người ta không có nói vì người ta sợ mất uy tín. Còn những đức xả khản luôn, xả luôn, thấy không? Bệnh đau ho hen ỉ chảy gì nói hết, nói sạch nhách luôn. Để làm chi? Nói ra hết đi, để nó hạ cái ngã của mình xuống. Con người mình nó khổ đau là do cái mặt mình nó to quá, không ai bóp được cái mặt mình thì tự mình bóp cái mặt mình đi chứ làm sao. Không ai đánh được mình thì mình đánh mình đi, tại không ai dám đánh mình thì mình đánh mình đi. Cũng như bản thân Nhật Đức bây giờ ít ai dám đánh Nhật Đức lắm ở trong chùa, mà chính bản thân Nhật Đức phải đi đánh Nhật Đức, là bản thân mình phải nói mình cái này, nói mình cái kia, phải làm sao bản thân mình phải hạ xuống. Nó nói mà chạy xe đạp thôi cũng là dùng cái cách để mà hạ mình. Tại sao chạy lãng chạy khơ, chúng thằng khùng quá trợn, lủi. Cứ khi Phật tử người ta đang đứng như mấy cô sùng sồn đứng như chạy xăm ngay người ta, chơi như trò chơi mà ngày xưa mà nam nữ giỡn nhau vậy đó. Các vị thấy không, đó là một cách mà hạ mình hoàn toàn rồi còn gì. Ai mà không biết việc này, đúng không quý vị? Ví dụ như gặp người ta đồ thì người ta đứng, người ta ngồi đó, mình cũng biết người ta đang nhìn mình chứ, thì mình cứ chạy giống như ôn tồn, chạy từ tốn. Còn cái này thấy không, nó thật sự đã đi đến cái lúc này thì cái gì mà không biết, muốn giả sao mà không được, muốn diễn sao mà không được. Nhưng mà diễn cái cách của lão Hoang Đồng là hay nhất, khùng khùng điên điên. Một là gì, người ta cũng không đến nỗi nhìn mình nó cao siêu quá. Tại vì sao khùng khùng điên điên thì người ta cho mình sống lâu một chút. Thật sự mà nói, càng thành công lên thì càng khùng khùng điên điên đi. Có những cái giống như để cho người ta gạt mình đi, thì bản thân mình tuổi thọ sẽ dài hơn. Người ta gạt mình, người ta có cái quả báo của người ta, mà nhờ vậy mà mình thọ mạng dài, mình giúp nhiều người hơn. Giúp nhiều người hơn quý vị. Đó. Nên từ nơi đó mà quý vị mà sống vậy bị vui lắm. Tại mục tiêu quý vị là giúp người, mà thật sự giúp người là giúp mình đó quý vị à. Giúp người là giúp mình đó. Nên những đức nói rằng các anh em trong chùa, mấy ổng chỉ cần thương mấy bà cụ thôi, mấy ổng là mấy ổng có phước báo à. Thương các cụ đi là có phước à. Tại vì họ đã già rồi, họ già thì phải nhiều cái sai, mà họ sai thì mình phải nhiều tha thứ. Mình tha thứ cho họ thì mình mới tiêu nghiệp chứ. Thấy không? Mình có thể dạy họ, mình gầy họ, nhưng mình không có bỏ họ. Mình không có bỏ họ 100% là mình không có bỏ họ. Nó có một cái cô mà có vô chùa của tu, mà chàng ơi, tính ra đây mà những đức mà nói mà giúp cổ không biết 6-7 lần gì. Mà có vô chùa chừng thời gian là có quậy te tu, có làm này làm kia làm nọ đủ chuyện. Nó viết thơ tỏ tình rồi làm đủ chuyện, nó nói đủ chuyện hết trơn. Mà bà vô chùa ở thời gian cái là bà làm bà quậy, bà quậy thời gian cái không cho bà ở, bà đi. Bà đi thời gian bà quay lại, bà quay lại bà tìm bà kiếm. Có lúc thì bà đứng ngay đường bà chặn đường, có lúc bà lỡ ngay cửa phòng bà đứng, có lúc thì bà làm đủ cách hết trơn, kinh khủng lắm. Bà đeo đẳng theo hoài, cũng như là âm hồn khó siêu. Đeo đến mức như vậy đó quý vị. Bà đeo tôi nhận đức mà tính ra không 7-8 năm nay cứ vậy đó. Đeo đẳng suốt theo mà không biết bà từ phương nào đến luôn. Kinh khủng không? Đó. Vậy mà như thế còn chịu đựng được mà. Gặp nhiều người nó không đơn giản đâu quý vị. Khi mà chàng ô
nào là bà nói nào là thầy là người sống là có tình cảm với con, con biết mà, thầy thích con mà thầy không nói ra. Nói vậy luôn, nói là thầy thích con mà thầy không nói ra thôi. Nên bao nhiêu lần thầy lúc nào cũng tha thứ cho con. Những đứa nói gì bà thấy bà tội nghiệp quá thì tha thứ cho bà đi. Ừ đúng rồi, tôi thích bà đó rồi sao. Anh nói mình thích bà thì mình nói mình thích bà chứ sao. Thích bà đó rồi sao. Rồi tôi thích bà tôi có làm gì bà không. Không, không thì thôi không có nói từ thích. Thích thì phải làm cái gì đó mới thích. Còn thích mà có làm gì đâu. Em quý vị, người ta thích thì người ta đâu có để gió thổi hôi ê. Bây giờ bao nhiêu năm nay mà để cho bà gió thổi hôi ê mà thích cái gì. Thấy không? Đó, nên từ nơi đó mà khổ ghê chưa. Nà, bà chạy qua điểm này, bà chạy qua điểm kia, bà chạy qua chùa này, bà chạy qua chùa nọ. Vậy đứa qua đâu là bà đi theo đó, bà đứng trước mặt bà cản được. Không phải đơn giản đâu quý vị. Nên từ nơi đó mà không phải đơn, ít người đâu. Nhiều người nó không phải làm chuyện đơn giản. Có một lần mà những đức mà đi vô trong phòng gặp có một bà cũng sùng sồn như vừa thôi. Bà vô phòng bà leo lên cái ghế, những đức bà ngồi xong bà làm gì nè. Chèn luôn, kinh khủng thiệt chứ. Nè, cái cô Nhung cô lao phòng nhìn đứa cô thấy rõ ràng. Nó bước vô nói, bà đâu mà ngồi đây. Ông bà nằm trong, bà đóng cửa là bà nằm sẵn đó trong. Không phải đơn giản quý vị. Nằm mà bà này. Kinh khủng không? Nè. Nên từ nơi đó mà quý vị biết nhiều cái mà nó trong cuộc đời thử thách. Nói không? Nên tu hành cái chỗ đông người nó đâu có đơn giản quý vị. Hiểu không? À, gặp nhiều cao thủ lắm. Có một lần mà lại Quan Âm mình lại xong mình về mình mệt chết. Mình nằm nửa đêm tự nhiên mình cảm giác như có ai đang ngồi kế bên chợ. Cái cảm giác nó tự nhiên mình mệt thiệt nhưng mà mình cảm giác ai ngồi kế bên nè. Tự nhiên mình quay qua mình gặp đen thui thù lùi, tóc dài tha thứ ngồi kế bên. Xong làm nè, thầy. Xong giờ đứa hỏi ai à? Này con nè. Này con bù lon nè. Quá. Xong nhà Đức nói, bà tin không? Bà biết hồi đó tới giờ mấy người như vậy mà bị chở nhà thương chưa? Nghe bà xách mặt xách mày ơi. Tôi đi 1, 2, 3 nha. Bà mà không bước ra ngoài là tôi quýnh bà gán chịu. Tôi kỳ lắm. Tôi không nói dòng do, tôi không nói nhỏ nhẹ. Tôi đi 1, 2, 3 mà bà không đứng lên là tôi quýnh bà. Một, đứng lên chạy cái vũ. Không mà cái mặt nhà Đức nó cũng đáng sợ quý vị ơi. Khi mà nhà Đức bình thường bảnh trợn là ghê lắm quý vị. Tôi bây giờ tôi nói thiệt bà biết, tôi vừa lại Quan Âm xong bà biết tôi mệt chết lắm à. Bà muốn cái gì bữa khác đi. Nhưng bữa nay là tôi quýnh thiệt á chứ mà chịu dễ chơi kìa. Điếm một cái tóc chạy vì mấy chú kế bên ngủ sạch nhách hết rồi. Nói không? Từ đó là sao nhà Đức ngủ với Đức bấm cửa phòng. Gặp nhiều cao thủ. Thấy không? Có ngày đây mình cũng si cù que. Thấy không? Nên từ nơi đó bị biết. Ông bữa nay kể những câu chuyện này làm mới kể lần đầu đúng không? Nên từ nơi đó mà quý vị à, trong cuộc đời tu hành khi mình chưa tu thì một bóng hình cũng không thấy. Quý vị biết khi nghèo sơ nghèo sát kiếm con vợ cũng đâu có dễ. Bây giờ mấy ông đây mấy ông sẽ thấy được điều này mà. Khi mình thờ mình nghèo sơ nghèo sát kiếm vợ không dễ đâu mấy ông. Mình nghèo quá mình xấu nó đứa nào nó tìm. Nhưng mà đúng là rõ ràng Hòa Thượng Không ngày giảng này nói khi mình đã có vốn là có nhiều người đến tìm.
Cái vốn liếng một chút là người ta sẽ tìm đó. Nên cả đời mà mình duy trì cái tâm mình quyết định tu thì nó phải cảm giác được cái tâm đạo mà nó an lạc làm sao. Chứ nó mà buồn là nó hư. Buồn là hư. Vì khi mình buồn là mình muốn tìm cách gì để xả chết, thì nó đụng chết là chết liền chứ không nói gần vô. Còn khi mình vui là mình đã thoải mái quá rồi, mình đã hưởng được cái niềm vui của Phật Pháp rồi, thì những thứ khác mình sẽ giảm toàn bộ, giảm tối đa. Dù có đưa trước mặt mình cũng không có cần thiết. Tại vì sao? Cái niềm vui kia nó hay hơn. Niềm vui Phật Pháp nó hay hơn quý vị. Niềm vui Phật Pháp nó hay hơn. Nhớ nghe. Đó. Nên mình không ai nói hay ho gì, nhưng mà những gì mình kể chuyện vui được thì mình kể. Tại vì đó mình cũng không nói tên tuổi của ai, chỉ nói vậy thôi. Bao nhiêu đây, bao nhiêu bà biết bà nào, đúng quý vị đó. Nên từ nơi đó mình chỉ nói như vậy đó. Để mà như thế nào, mình đi về chùa mình tu á, mình là người đi đến đây tu, mình học đạo, mình học làm sao mà đi đến đâu cũng vậy chứ. Quý thầy nào trẻ gì, hảo tướng cỡ nào, nhưng đó là cái gì của quý thầy tu. Chứ bản thân của mình đừng có thấy hảo tướng mình thích gì, mình nhào nhào vô chứ nó không có kết quả tốt gì đâu. Cái quan trọng là mình nghe đạo, mình được lợi ích để mình áp dụng trong cái gia đình mình. Vì mình làm vợ mình chung thủy với chồng mình hết mình. Mình chung thủy với chồng mình thôi. Nó vậy cả đời mình tu đạo. Còn nếu như chồng mình mà nó không thương mình nữa, thì tùy theo cái tâm của mình tu hành. Mình nghĩ rằng nợ mình hết rồi, mình hết thiếu nợ người ta rồi thì thôi. Nên bản thân của mình đi về chùa không phải để tạo thêm cái gánh nặng cho mình, mà mình đi về chùa để nó buông được nhiều thứ phiền não trong lòng. Vì nhớ là con người chúng ta muốn thành đạt trong nhiều lĩnh vực thì chúng ta phải có năng lượng. Năng lượng giống như sáng suốt quý vị. Đấy nha. Mà cái tích năng lượng bằng cách hay nhất là chúng ta phải thường sống lạc quan, sống có niềm vui. Đừng có để cái công việc và nhiều thứ áp lực nặng nề. Quý vị nghĩ đi, một con người mà nặng nề thì đi chậm, đúng không? Nặng nề thì đi rất là chậm, mà mình nhẹ nhàng thì mình đi nhanh, đúng không? Mà mình là người niệm Phật đời này muốn sanh cực lạc thì phải nhẹ nhàng. Giống như khói nhang, khói nó nhẹ thì nó bay lên, tàn nhang nặng thì nó rớt xuống thôi. Nên mình sống mà người ta thấy mình cái là nó có tích cái năng lượng, là cái cảm giác của nội tâm mình phải nhẹ. Chúng ta coi lịch sử chúng ta thấy nhiều vị mà vĩ nhân thế giới, người ta đi đến đâu sức ảnh hưởng ta lớn, làm cho người khác bình an khi người ta đến nơi đó. Còn có những người hung ác, họ đi đến đâu là họ làm cho người ta phải đáng sợ, phải sợ ghê lắm. Nên chúng ta sống làm sao mà chúng ta đi đến đâu người ta cảm thấy người ta có an huệ và bình an. Thấy không? Này là quan trọng quý vị. Nên chùa mình là cái điểm mà tập trung những con người có năng lượng. Nên ai mà thiếu năng lượng thì về đây. Thấy không? Mà đủ năng lượng cũng phải về đây để nó tích được hoài. Giống như một ly nước mà uống miếng rồi thì mình phải châm vào thì có nước hoài, giống như năng lượng mình xài một miếng rồi mình phải tiếp tục tích tiếp tục. Ở tại gia đình, tại nhà mình mỗi ngày nghe pháp niệm Phật cũng là cách tích năng lượng. Mà khi quý vị mà có được cái năng lượng rồi nghe, vì sống tuyệt vời lắm, và nó giải quyết rất nhiều vấn đề huyền tối hoặc là những sự trở ngại về nội tâm, nó quá giải nhanh. Mà con người tích được năng lượng đó thì quý vị phải nhớ rằng là con người này nó cũng dễ dàng để mà chuyển nghiệp. Dễ chuyển nghiệp. Nghiệp là cái gì? Nghiệp là cái tạo tác nặng nề chuyển lại, quay lại với mình. Và chúng ta cũng nhờ cái năng lượng sáng suốt mà chuyển xây nó qua một bên. Còn nếu như mà mình chuyển nó không được thì nó chuyển mình thôi. Nhớ. Thí dụ bây giờ mình buồn chồng là nghiệp.
Bây giờ mình có năng lượng để mình chuyển cái tâm buồn trọng thì chuyển nghiệp. Đó. Mình hận người ta là nghiệp, cái đó mình phải xác thực để mình dễ biết. Mình hận người ta là nghiệp. Bây giờ mình niệm Phật, mình có năng lượng, mình chuyển cái tâm hận người ta là chuyển nghiệp. Mình cứ nghèo, mình đau khổ với cái nghèo hoài là nghiệp. Nghiệp, nghiệp nghèo, nghèo của nội tâm. Cái nghèo của hình thức bên ngoài chưa đáng sợ bằng nghèo của nội tâm. Bây giờ mình niệm Phật, mình nhớ Phật, mình chuyển cái tâm nghèo đó qua một bên. Tuy cái thân nghèo vẫn còn, nhưng mà cái chuyển cái tâm nghèo. Con người ta có những người hôi xấu, lùng, lé, tật nguyền, người ta bị cái khổ của nội tâm đó. Bây giờ chúng ta nhớ Phật để chúng ta chuyển những cái tâm mà thấy mình xấu xí, thấy mình bất hạnh, rồi thấy mình sao cuộc đời mình thiệt thòi. Nó chuyển những cái thứ đó qua, gọi là chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp là gì đó quý vị? Đó, chuyển nghiệp là gì đó? Quý vị nhớ nha, chúng ta sống với những người thân trong gia đình của mình, mỗi một con người họ có một góc độ tốt với mình. Nhưng mà cái góc độ tốt của họ, họ cũng không hiểu đó là tốt làm sao. Nhưng thật sự họ muốn tốt với mình đó. Giống như những đứa gặp có nhiều người làm cha làm mẹ, họ muốn tốt cho con họ lắm. Nhưng mà mình biết cái tốt của họ đặt vào con họ không chịu. Không có chịu. Nhưng mà trong lòng họ luôn luôn cố chấp là cái đó là họ muốn tốt cho con họ. Và tại sao con họ lại đối xử với họ gì? Tại sao con họ không chịu? Ví dụ như bị làm cha làm mẹ đi, vì bị bưng đồ ăn cho con bị ăn, vì nghĩ rằng món ăn này là tốt. Nhưng mà lạ thay, con bị nó không muốn ăn, nhưng quý vị lại muốn cho con bị nó ăn. Riêng quý vị thì nói tại sao tao tốt với mày vậy mà mày lại từ chối cái tâm tốt tao dành cho mày. Đứa con thì nó nói rằng mẹ đừng có làm phiền con, tại vì con lớn rồi, con có cái sự lựa chọn của con, chứ mẹ làm gì. Con không muốn ăn mà mẹ bắt buộc con ăn. Thấy không? Nên trong đạo Phật nó rất là hay để nó hóa giải cái tâm của chúng ta. Có những cái tốt chúng ta dành cho người khác mà người ta không tiếp nhận thì thôi, bản thân chúng ta đi ép nài người khác làm gì. Nên tại sao mà có những người ngày xưa người ta nói rằng là bà già cổ hủ, bà già cổ lưu sĩ, khó khăn. Cái khó khăn của bà là bà tốt với mình, nhưng mà bà bắt buộc mình phải theo cái điều mà bà tốt với mình. Mình thì mình nói cái này bà không có tốt với tôi đâu có chịu cái này đâu mà tốt. Nó cuối cùng mà nhằn mình nói bà là người khó khăn. Phải chi mà lo niệm Phật, phải chi mà lo tu, phải chi mà chuyển được cái tâm đó để rảnh rỗi chính mình. Đã là làm cho người ta không chịu thì thôi, đi cố công cực khổ để làm, để rồi tự mình chuốc phiền não. Đó là cái nghiệp. Mà niệm Phật chuyển nghiệp là chuyển cái tâm nó qua một bên là chuyển nghiệp. Nên hôm nay chúng ta có bài học tập, đó là niệm Phật như thế nào là đúng. Bây giờ những điều mà quý vị nghe những đức chia sẻ những điều này á, để vị thấy mình làm được hết chứ. Chứ những đức không nói niệm Phật như thế nào là đúng là vì phải đạt công phu gì đó, rồi quý vị phải thấy Phật hay gì, vị thấy thằng thông gì, quý vị bay dèo dèo ở trên trời, bay đọt cây gì, bay lên núi gì, hiểu không? Nên á, nhà Đức không nói những điều đó, mà nhà Đức nói niệm Phật như thế nào là đúng. Quý vị là người đi đứng nằm ngồi chịu niệm Phật là đúng, hiểu không? Lúc nào mà nhớ Phật là niệm liền là đúng, thấy không? Đó. Còn lúc nào không nhớ Phật thì thôi. Chứ sao bây giờ? Chứ không nhớ Phật thì mình nhớ ta bà ha. Thấy không? Mà vừa nhớ Phật là niệm Phật liền là đúng. Nhân Đức có nói rằng quý vị niệm Phật phải đạt công phu gì? Mà Nhân Đức nói quý vị là nhớ Phật niệm Phật liền là đúng. Trong mọi lúc mọi nơi quý vị cố gắng niệm Phật là đúng. Tại Ấn Tổ hay nói mà, đi đứng nằm ngồi nói năng hành động, mặc áo ăn cơm và đại tiểu tiện, có nghĩa là trong cuộc sống hàng ngày áp dụng câu Phật hiệu Phật là đúng. Còn nếu như bây giờ chúng ta nói niệm Phật phải nhiếp tâm làm sao, phải thành tâm thành ý làm sao, như thế nào là thành tâm thành ý nữa bây giờ? Thì thí dụ như bây giờ tên Nhân Đức là, thí dụ như tên bây giờ đi tu đi, người ta gọi là thầy Nhân Đức đi, thì gặp là gọi thầy Nhân Đức.
quý vị kêu là phải gọi thành tâm kìa. Vì thành tâm như thế nào là thành tâm? Thì thầy Nhẫn Đức thì gọi là thầy Nhẫn Đức. Hoặc là người ta gọi thầy Đức. Thầy Đức thì thí dụ như bây giờ cũng được. Hoặc là có những người ta gọi thầy Thích Nhẫn Đức. Có những người, ví dụ như người ta bác bẻ ta nói là đối với quý thầy là phải kêu thầy Thích Nhẫn Đức. Thích là dòng họ của Phật thì mới đủ. Nhưng Đức nghĩ rằng nếu như bây giờ ví dụ như Nhẫn Đức là quý vị kêu thầy Đức thì Nhẫn Đức cũng biết kêu mình. Cái quan trọng là biết kêu ngay mình thầy Nhẫn Đức, thí dụ thầy Thích Nhẫn Đức thì kêu vậy thôi. Chứ bây giờ quý vị gọi như thế nào gọi là thành tâm thành ý? Không lẽ quý vị gặp Nhẫn Đức bị nói thầy Nhẫn Đức ơi là thầy Nhẫn Đức đó. 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 Giờ mới gọi thành tâm thành ý không? Thầy Nhẫn Đức ơi là thầy Nhẫn Đức. Vậy coi bây giờ Nhẫn Đức hỏi quý vị, bây giờ gọi sao bây giờ? Bây giờ mình gọi như vậy cũng là kêu Nhẫn Đức, vì gọi kêu kia cũng là Nhẫn Đức. Ví dụ như bây giờ A Di Đà Phật hay Nam Mô A Di Đà Phật, quý vị nói là phải thành tâm thành ý, phải nhiếp tâm. Cái việc này thì mỗi một con người niệm thời gian lâu đi, rồi tự mình sẽ biết được mình niệm câu Phật hiệu như thế nào, tự mình biết. Thì nhớ kỹ nha, câu Phật hiệu này niệm Phật giống như uống nước nóng lạnh tự biết. Nhưng Nhẫn Đức nói với quý vị, khi quý vị mới có gia đình, hai vợ chồng sống với nhau, nó chưa có cái gì gọi là cảm giác của cái chuyện mà vợ chồng mà sống với nhau bằng người ta mấy mươi năm. Tại vì mấy mươi năm nó trải qua những lúc thăng trầm, những lúc vui khổ, thấy không? Còn cái việc mà mới đến thì nó chưa nói lên gì đâu. Rồi hỏi thời gian đi. Thì giống như quý vị mới niệm Phật chưa nói được gì đâu. Chúng ta niệm 10 năm, mười mấy năm, 20 năm gì đó, rồi tức khắc quý vị sẽ biết được cái việc niệm Phật lợi ích như thế nào. Thấy không? Bây giờ Nhẫn Đức nói cho quý vị nghe, quý vị sống tới 50 năm giữa vợ chồng, quý vị nói cho cái người mới đến với nhau 5 ngày làm vợ chồng chưa nói được gì, và họ cũng khó thế nào tiếp nhận được. Đúng quý vị. Bây giờ Nhẫn Đức nói với quý vị, bây giờ quý vị đẻ con rất là khổ, vì nói cho cái người chưa đẻ con khổ, họ cũng chưa cảm giác được gì, vì họ chưa có đẻ. Đó. Giống như Tổ sư Đạt Ma, có người đến hỏi Ngài, Ngài có biết Ngài chết đi về đâu chưa? Ngài nói chưa. Ủa Ngài tu vậy mà chưa biết chết đi về đâu? Ngài nói rằng tại vì tôi chưa có chết. Thấy không? Tổ sư mà còn nói chuyện những cái điều rất đơn giản. Nếu Ngài nói, Ngài biết Ngài chết đi về đâu, người ta biết, ai nói người ta biết. Chỉ có người không biết mới đi nói mình biết. Khi người ta đã biết rồi, người ta sẽ nói người ta không biết. Đến chi? Người ta nói người ta không biết để cho những con người đơn giản tiếp nhận được cái pháp đa dạng. Thấy không? Tại người ta tu bao nhiêu chục năm người ta biết rồi, người ta nói người ta biết rồi, thì quý vị là người mới tu, quý vị đeo theo liền, quý vị rớt làm sao? Nên người ta mới nói cực kỳ đơn giản cho quý vị đeo theo được. Đó. Cực kỳ đơn giản cho mà đeo theo được. Đó mới tâm từ bi. Nó mình nhận thức được những điều này, quý vị thấy những đức á dẫn dắt cái câu chuyện của bà giảng để cho quý vị nhận thức được. Nên lời tổ sư dạy là lời có tu có chức. Còn mình trứng gà. Trứng gà tiếng dịch á. Bây giờ bắt mình làm giống hình tổ sư, mình làm đâu có được. Vì tổ sư lấy những lời đã tu đã chứng giải mình. Nhưng mà cái thời gian của các ngài cũng lên bờ xuống ruộng khi khởi đầu tu. Quý vị đọc sách Ấn Tổ có phải không?
Phải ăn tổ ngày bệnh hoạn, đau đớn, khó khăn vô cùng. Cái thời ban đầu tu, rồi bị đau mắt gì đủ chuyện đúng không? Rồi ngày sau này, ngày tu lâu dài sau này, ngài mới cảm nhận được cái pháp tu niệm Phật. Thì lúc đó ngài ghi ra cái sở chứng của ngài trong chỗ đó. Còn mình thì chứng gà chứng vịt, bản thân mình làm sao tiếp nhận nổi. Nên chúng ta biết cái pháp này thù thắng, nhưng chúng ta phải có thời gian để hình thành. Thời gian để hình thành. Bây giờ như Đức hỏi quý vị, bây giờ một cái nhà cắt lên hình thành cái nhà này, mình nhìn cái nhà này không à, mình có biết cái khởi đầu của căn nhà này là cái gì không? Là cục gạch. Khởi đầu căn nhà này là cục gạch. Từ một cục gạch mà hình thành một cái ngôi chùa gì? Không có cái khởi đầu nào của một công trình mà không từ một cục gạch. Nó thiệt, từ một cục gạch đặc đá. Thấy không? Nên từ nơi đó mà mỗi người chúng ta, mình là người sơ học mà. Như những đứa nãy dẫn dắt câu chuyện, cái người có vợ có chồng sống với nhau 50 năm, cái người này vợ chồng mới sống với nhau 5 năm. Bạn nói cái tư tưởng của 50 năm cho người này 5 ngày nghe sao được? Người này 5 ngày có nghe đi chăng nữa thì cũng nghe, để đó, để chờ 50 năm sau, vài chục năm sau cảm nhận. Còn cái người đẻ con, nói cho người chưa đẻ con, mình nói mình đẻ con khổ đau vô cùng, mình nói cho cái đứa chưa đẻ, thì cái đứa này nó chỉ nghe vậy thôi, nó chỉ cảm thấy ngao ngán, nhưng mà nó chưa biết sợ. Vì sao? Vì nó chưa đẻ. Đúng không? Đó. Bây giờ những đứa có thời gian được niệm Phật mười mấy năm, những đứa cảm nhận là tại vì trong cái thời gian những đứa niệm Phật mười mấy năm nó gặp nhiều chuyện. Mà trong cái nhiều chuyện đó mà niệm Phật mà nó lại vui, thì những đứa mới biết được cái niệm Phật nó thù thắng. Mới biết niệm Phật nó thù thắng. Hả? À. Đó. Nên từ nơi đó mà mình thấy có thời gian nên ăn tổ ngày nói niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, nhưng mình phải niệm lâu dài mới chuyển được phàm tâm. Phải lâu dài kìa, đừng có vội vàng quý vị. Chúng ta một đời tu, một đời niệm Phật, một đời niệm Phật một đời vui. Vậy thì mình cứ niệm Phật thôi, miễn sao niệm Phật mà mình sống vui sống tốt hiện đời, còn cuối đời mình cứ tin Phật A Di Đà đến trước đi. Quý vị phải nhớ nè, sự cứu độ của Đức Phật A Di Đà không có trở ngại. Không có một cái nghiệp duyên gì trở ngại bổ nguyện Di Đà. Dù quý vị bị đè bao nhiêu tắc đắc, Phật A Di Đà vẫn thấy quý vị. Chỉ cần quý vị có tâm niệm niệm Phật, cầu Phật tiếp dẫn, thì ngài phóng quang, không có gì trở ngại. Nhớ nghe. Cái quang minh Phật A Di Đà, ngài phóng quang không có một cái gì trở ngại chứ nha. Không có nghiệp quan gia nào trở ngại. Vì sao? Vì có thằng hộ pháp dọn hết chân. Yên tâm đi, thằng hộ pháp dọn hết rồi. Cái lòng tin Phật của mình chưa tin tới nơi tới chốn quý vị. Mình tin mà mình còn nghi ngờ, mà mình tin mình còn nhiều, quá nhiều thứ giải thích, quá nhiều thứ nghi ngờ, mình còn nhiều thứ lo âu quá. Nói tin nhưng mà thật sự lo, vì lòng tin này có vấn đề. Quý vị học với một người, quý vị đã nhắm được mục tiêu rồi. Quý vị chỉ cần toàn tâm toàn ý là quý vị sẽ học được có kết quả. Chắc chắn quý vị luôn, có kết quả liền. Nên quý vị thấy rằng là những đứa cũng là nghe pháp Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, nhưng mà cùng thở những đứa nghe pháp Hòa Thượng Tịnh Không quá nhiều. Nhưng mấy người chăng thật là để được lợi ích. Nghe ngài giảng thì Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không thì đa phần ai người tu tịnh độ cũng nghe qua. Có những người mà người ta gắn nghe phone nghe suốt luôn á. Nhưng mà lạ tay có những người càng nghe thì càng trở thành người chấp nhất nặng nề và khó khăn. Có những người mà người ta khuyên dịch lời giảng Hòa Thượng Tịnh Không luôn á, mà càng nghe người ta càng nặng, mà người ta không tích lập được cái pháp của ngài giảng để phù hợp nhân sinh thì người ta cũng thất bại. Cuối cùng thất bại. Nên trong cái bài giảng của các ngài rộng dữ lắm, chúng ta phải tìm ra được cái câu nào phù hợp để chúng ta áp dụng. Nên mới nói rằng là cái bài pháp của ngài một tiếng đồng hồ, mà trong đó chỉ có mấy giây mấy phút gì đó là huyền thoại chí âm. Quý vị có để ý được mấy công đoạn huyền thoại chí âm không? Nên từ nơi đó mà bị bỏ qua,
Nên nghe hoài luôn, nhưng cuối cùng chúng ta không được kết quả, là vì chúng ta bỏ qua những câu huyền thoại chí âm. Nên cái đặc biệt của chia sẻ Phật Pháp là những cái mà móc khóa vô cùng quan trọng, là từ cái chỗ nội tâm của mình mở ra được hay không. Hiểu không? Nên con người tu đạo, cái đặc sắc của Phật Pháp dạy mình là gỡ những cái rắc rối trong nội tâm. Quý vị phải nhớ kỹ, cái rắc rối trong nội tâm quy về chỉ có cái thân này thôi. Quý vị hãy bình tĩnh ngồi suy nghĩ đi. Từ xưa tới nay, từ cổ chí kim, đa phần con người không vì mình trời chu đất diệt. Nhớ kỹ câu nghe, người không vì mình trời chu đất diệt. Ý nói câu là chúng ta đều vì mình, vì cái thân giả tạm này mà chúng ta đi chi cầu mọi thứ. Có những con người học cao hiểu rộng đi, chi cầu danh lợi phải vì mình không? Khi chúng ta có danh có lợi rồi thì chúng ta muốn chứng tỏ làm sao để cho mọi người biết đến mình, và dòng họ chồm xóm phải biết đến mình. Đó cũng là cái ngã đó quý vị. Để nhiều người biết đến mình, để rồi bản thân của mình cảm thấy tự hào và mình cảm thấy vui sướng với những gì mình đã thành đạt được. Phải cho nhiều người biết đến cái sự thành đạt của mình. Và cuối cùng mình phải trên thiên hạ, trên mọi người. Mọi người phải nghe lời mình. Phải là cái ngã cho cái thân này không? Đó, cái ngã cho cái thân. Giờ đơn giản thôi quý vị, trong một gia đình 7-8 anh em, mà gia đình quý vị là giàu nhất, quý vị chỉ cần về quê thôi, về nhà miền quê thôi, tại vì quý vị thường lo cho cái gia đình quý vị ở miền quê. Quý vị chỉ cần về nhà thôi thì dòng họ quý vị, anh chị em quý vị là người đứng số 1. Quý vị chuẩn bị về người ta sẽ ra đường đón quý vị. Tại quý vị là người sẽ bảo kê lo hết cái chương trình hôm nay, đám giỗ đám cưới ngày hôm nay. Đi về một cái là bia bọt hay là cái đồ ăn thức uống gì, quý vị sẽ lo hết, quý vị sẽ đài thọ hết. Quý vị là người đứng trên nhất, người ta sẽ tăng bốc quý vị lên. Quý vị sẽ thấy tự hào với cái hành động làm việc của quý vị. Sự tự hào đó của quý vị chỉ cần ai nói động đến quý vị là không được. Phải bảo dưỡng cho cái ngã, cái ta, cái thân giả này không? Cái mặt giả. Thấy chưa? Đó. Khổ đó phải không? Rồi một ngày nào quý vị làm ăn thất bại, quý vị lại không dám về quê. Tại vì khi bị về quê ngày xưa thì giống như ông này bà nọ vậy đó, về được người làng quê nghinh đó. Nhưng khi vị đó thăng bại danh liệt, quý vị không còn gì, thì bị trở về quê, tự nhiên quý vị thấy hiu hắt, thì quý vị bị mất đi cái danh. Khi lúc đó quý vị tự nhiên không muốn về, mà giống như gặp người núp, không còn lời nói. Thấy chưa? Nhiều người bị cái bệnh này lắm. Nên chúng ta phải nhận thức cái cõi nhân sinh này, con người đều do cái mặt giả này mà để cuối cùng chúng ta bị nó quăng mình xuống sình. Vì cái mặt giả này, bao nhiêu người ta rủ Nhân Đức, thầy ơi, thầy bây giờ mày về quê nghe, chắc người ta đón thầy từ ngoài đầu cầu vô tới nhà thầy. Mà dám có lắm đó quý vị. Cái lượng người mà biết Nhân Đức quá đông ở miền quê bây giờ. Vì nghĩ cái đường nó nhỏ xíu, bây giờ mà đứng mà từ mà gọi là từ đầu cầu mà dài xuống tới nhà Nhân Đức luôn thì cao lắm, cho 500 người thôi là đầy hết trơn cái hai bên sớm đó. Thì quý vị nghĩ đi, người ta nói thầy mà về cái chèn ơi còn hơn là cái gì. Nhưng quý vị ơi, chúng ta thờ ở yên gì, người ta tự tìm đến, còn hơn là mình mang cái mặt này, mình mang cái danh này đem về, để rồi một ngày nào lỡ bản thân mình không còn gì nữa, rồi lúc đó giống như năng người ta lên rồi liền người ta xuống, nó đau cả đáp. Nên mình im im gì đi, người ta tăng bốc ở đâu quặc kệ người ta, mình cứ nằm im chỗ. Mình nằm im chỗ thì nó thịnh đi, nó si gì mình cũng nằm im chỗ, đúng không? Thịnh si gì cũng nằm im chỗ. Nó rõ ra là quý vị tìm đi đến đây, còn đến một ngày nào quý vị không thích tìm đến đây thì Như Đức vẫn ở đây, vậy thôi. Nên từ nơi đó những đức giảm tối đa về cái tác dụng phụ cho mình và cho người. Rất nhiều người ta rủ những đức. Quý vị biết rằng bây giờ nhiều Phật tử nước ngoài
ta rủ Nhân Đức đi. Thầy bây giờ qua nước ngoài thầy giảng cũng Phật tử rất là đông, cái người mà biết thầy mỗi tiểu bang rất là đông. Nhân Đức nói đi đến đâu giảng cũng được hết chứ, nhưng mà giảng ở đâu cũng không bằng giảng ở đây. Được rồi, phải không? Cái này là sân chùa mình mà, đi đến sân nào cũng bằng sân nhà. Không. Bây giờ quý vị coi, bây giờ nếu mà bây giờ một vị thầy nào đến đây mà có nổi tiếng gì nổi tiếng nha, nổi tiếng gì nổi tiếng, nhưng mà ngồi ở đây mà cùng giảng những đức á, những đức vẫn hơn gì đây là sân nhà của mình, đúng không? Thế quý vị nhớ kỹ nha, tất cả cái khổ đau trong cái cuộc đời của chúng ta đa phần là do cái thân giả này nè, do cái mặt giả này nè. Cái mặt này ghê lắm, nó không đơn giản đâu quý vị. Nó vì cái mặt này mà chúng ta có thể làm mọi thủ đoạn, để rồi chúng ta tích cái gì? Tích cái nghiệp. Mà chúng ta khổ đời đời kiếp kiếp cũng vì cái bộ mặt giả này mà ra. Nếu như quý vị mà nhận thức được sâu sắc thì quý vị sẽ không bị cái bộ mặt giả này lừa gạt quý vị đâu. Bây giờ quý vị coi đơn giản thôi, con người khó vượt qua danh lợi. Bây giờ trưởng đoàn thôi, bây giờ nếu mà đi tu bình thường thì thôi đi. Quý vị coi, nếu mà chúng ta đủ duyên, chúng ta làm trưởng đoàn luôn. Chúng ta trưởng đoàn, chúng ta trưởng đoàn. Rồi có những người nói tôi làm dưới bà cơ và làm gì tôi cũng làm trưởng đoàn luôn. Chứ từ tôi trưởng đoàn luôn, cuối cùng tôi trưởng xe luôn. Quý vị hãy ngồi suy nghĩ đi, nó vi tế của cái danh nằm bên trong kinh khủng lắm. Mà ngày xưa quý vị mới đi tu, quý vị chưa làm trưởng đoàn thì có khi ai nói tới quý vị chưa đến nổi đâu. Nhưng mà thử bây giờ mà làm trưởng đoàn nói đến đi. Mà có khi làm trưởng đoàn quý vị, đây là những đức phân tách quý vị nghe để ý nghe. Trong vai trò trưởng đoàn nó lại có phó đoàn, có rồi kế phó đoàn, rồi có nhiều người lại thích đi theo trưởng đoàn. Cuối cùng giống như mình nói cái câu vui vui, giống như mình làm trưởng đoàn mà giống như có một số đàn em đi theo. Thấy chưa? Không khéo là cái danh này là chết. Cái danh này nó quăng mình đi xuống sình hồi nào không hay. Nó quăng mình xuống sình hồi nào không hay. Nên người ta mà gần mình đáng sợ nhất là con người nâng mình lên. Những đức á, có một người xuất gia quen nhau. Cái vị này á, đa phần ai cũng khi gặp là đều nói trong số lượng quý thầy, thầy này là được nhất. Trong các ông huynh đệ, ông này tốt, được nhất. Trong lòng Nhân Đức nói, ông này mới đáng sợ nhất. Cái góc độ Nhân Đức nó nhìn ngược lại với người ta. Tại vì sao? Mấy ông khác dám chửi mình thì mấy ông này chưa đến nổi. Còn cái ông này, ông không chửi mình nhưng mà ông lại nâng mình lên, cái này mới đáng sợ. Vì ông nâng mình lên quá thì trong lòng mình mới thấy đáng sợ. Vì con người này ở sau lưng có thể chọt mình, nhưng trước mặt mình nâng mình thì người này mới đáng sợ. Đúng không? Nên có nhiều người nói rằng tại sao mà thầy không chơi với ông đó, như đứa nó không chơi với ông này. Tại vì ông này quá nâng lên nhưng nó không chơi với ông. Tại vì ông nâng như đứa lên cao quá, bản thân như đứa sẽ theo cái ngã đó. Cuối cùng như đứa làm những đứa bị rớt đài sao? Thà những đứa gần mấy cái ông chữ những đứa đi làm chi? Ông chữ những đứa thì những đứa mới dằn được cái chân cho chắc. Thì bản thân những đứa không đến nỗi ngã té đau. Thấy chưa? Nên từ nơi đó mà mình phải nhận thức thật là sâu sắc. Khi Nhân Đức đến, Nhân Đức gặp ổng, ổng nói một câu: đệ thấy không, đệ mà đi đến đâu nơi đó chim nó bay đến đông, chim én nó bay đến đầy. Nghĩa là đệ đi đến đâu là đắc lành chim đậu. Trong lòng mình nói ông này ổng năng mà lên dữ quá. Nói đệ đâu có khả năng làm cho đất này nó lành dữ gì. Huynh ở đây lâu, đất nó lành rồi, đệ đi đến đây thổi thêm cơn gió nữa thì nó lành thêm.
không? Nên những đức mà gần cái người mà văn tự nhiều, hoặc là người ta hiểu biết gì nhiều văn tự, mà người ta tán thán mình, những người này những đức không có gần gũi. Tại vì sao? Đó là phù phiếm không chân thật. Thấy không? Quý vị nhớ kỹ, khi bị chân thật rồi, quý vị đến với người nói chuyện chân thật, quý vị sẽ cảm nhận tần số. Nên vì đừng có đi nói chuyện giả dối với người chân thật chi. Tại vì cái người chân thật họ cảm nhận với người chân thật nó cùng tần số. Có khi nhìn qua chưa nói gì nhưng mà nó có cảm nhận với cùng tần số. Nên mình đừng có đi dội vàng tăng bốc cái người mà họ chân thật. Tại vì chính bản thân họ sẽ nhìn mình cặp mắt khác. Thà mình nói với họ ít, hoặc là chung chung, như vậy mà mình còn có thể kết bạn với họ. Nên con người mình đa phần ai cũng thích lời ngon ngọt, quý vị ơi. Lời ngon ngọt là mình thích lắm. Ví dụ như mấy cô đồ đi, mấy cô tu gì chưa biết đâu, nhưng mà thí dụ như có chuyện gì mà nhìn tức la mấy cô sẽ biết mấy cô tu làm sao à. Mà đây là ông thầy hướng dẫn la mình đó, mà mấy cô đã vậy rồi, chứ đừng có nói chi cái người ngang ngang mà đụng mấy cô nghĩ làm sao. Phải mấy cô nhảy đông đổng không, mấy cô xé xác người ta. Chứ đừng có nói chuyện giỡn chơi. Bây giờ ông thầy vậy đó mà nói mình cái mình đã trong lòng không vui rồi. Có khi mà trong lòng nó ghét ghê. Tôi nói từ hôm nay, tôi nói tôi đừng có nói tôi phụ làm cái gì mất công. Làm việc phụ đồ quá trời vậy đó, mà giờ la tôi. Tôi nói cái chùa này tôi dẫn người đi tới tu biết bao nhiêu mà nói vậy, mà bây giờ dám la tôi. Tôi nói trước mọi người dám nói tôi. Tôi nói chết với tôi nói thiệt mà. Tôi không dẫn ai đi tu nữa. Vì có động đến một cái là sẽ biết được quý vị có tu được như thế nào liền rồi. Người ta làm bao nhiêu việc trong chùa nè, người ta còn bị khảo đảo, nuôi người ta lo cho người ta nè, mà có khi cái người bên cạnh mà có những người người ta còn không vừa bụng mình, mà ta phải sống với mình. Thấy chưa? Trong cuộc đời này có những cái sống giống như là mắt nhắm mắt mở, giả trang nhau mà sống. Như những đứa sống trong ngôi Tam Bảo, có những chuyện những đứa cũng không muốn nói làm gì, nhưng mà nói mé mé thôi, tự cho mọi người mà sửa. Mình nói không nói tên ai thì tự người ta biết được chuyện đó, mình biết rồi, ta sửa đi. Thấy không? Cái đó là cái cho người ta cơ hội. Nên quý vị biết rằng đâu phải cái chuyện gì mình cũng đi xử lý làm gì. Nên quý vị sống ngoài đời càng phải như vậy hơn. Có những chuyện mình thấy trong phạm vi của mình, còn có những chuyện nó không nằm trong phạm vi của mình, đừng đụng vô làm gì. Mình làm dâu, mình làm tròn trách nhiệm làm vợ, làm dâu thôi. Mình đi dính vô chuyện bên chồng chứ. Mình dính vô chuyện bên chồng không khéo người ta lại nói mình làm dâu con mà mình lại lướt qua mặt chồng. Khôn nhất là mình tỉ tê nhỏ nhẹ với chồng thôi. Tùy chồng sắp xếp. Còn em là dâu con không dám đụng tới gia đình bên anh. Nhưng mà đây là ý kiến tùy anh. Anh tự nhận thức đi. Mình là người phụ nữ gì nó khôn biết mấy. Ôm đàm đụng nhiều chuyện chi. Nghe không? Đừng đụng nhiều chuyện. Cái người thường làm tài hay là cái người thường thất bại. Những đức nói thiệt chứ. Cách nay thời gian lâu, những đức nói những đức ở một nơi đưa cái cờ A Di Đà Phật càng cao thì bốn phương tìm về. Vì thấy bây giờ phải rõ ràng không? Rõ ràng rồi còn gì nữa. Những gì những đức nói nó có chứng nghiệm rõ ràng đó. Những đức ở một nơi thiệt mà, những đức ở nơi rõ ràng bây giờ người ta tập trung về. Mà bao nhiêu duyên phước người ta tập trung về, người ta rủ nhân đức nghe. Không phải nhân đức đi tìm ai, mà người ta đi tìm những đức. Lạ vậy đó, thì đó là rõ ràng. Tự nhiên quý vị khi có duyên có phước dày, duyên phước nó tìm quý vị, để nó rủ bị làm đó. Thì mình có cơ hội mình làm được mình làm. Không muốn làm thôi, ai ép mình. Hiểu không? Nên sau này cái nhà to anh bên kia hòa thượng ngày cắt lại lớn lại, nhân đức sẽ có nhiều sự kiện chương trình. Tại vì cái nhà đó nó có sẵn rồi, nó có trong cái nhà hết. Lo đài bắt sẵn hết rồi. Muốn tổ chức lo cho tổ chức thôi. Để cho chúng sanh được lợi ích. Đúng không? Nhà đầu tư nhiều tiền quá mà. Lâu lâu mới lễ dưới âm lần cũng chưa đủ.
từ nơi đó phải thường tổ chức, tổ chức khóa tu đồ này kia đồ, mai mốt lễ Phật một đêm đồ. Thấy không? Mấy mươi năm quý vị, đời chúng ta mấy mươi năm ngắn ngủi vậy, chúng ta nên sống làm sao cho nó đặc biệt. Mà cái đặc biệt nhất không phải là làm việc lớn lao gì, cái đặc biệt nhất trong cuộc đời chúng ta là mỗi ngày vì có nụ cười. Hiểu không? Đừng có khóc, khóc không có giải quyết được vấn đề. Từ hôm nay biết những đức đừng có khóc nữa. Dù bây giờ bác sĩ nói bà ung thư sắp chết rồi, mình bác sĩ nói cô bình tĩnh đi cô, bình tĩnh đi cô, chuyện đâu còn có đó cô, đừng nên bắn loạn tâm trí quá ảnh hưởng cho sức khỏe. Mình vừa nghe câu đó mình nói phan bác sĩ. Bác sĩ tưởng nó mình điên, bác sĩ tưởng nó mình điên. Thì lúc đó mình nói bác sĩ biết tôi là người học Phật, tôi biết vô thường, con người ai cũng sẽ chết. Khi bác sĩ báo tin cho tôi biết tôi ung thư thời kỳ cuối, trong lòng tôi nghĩ rằng lúc trước tới giờ tôi còn giải đãi, tôi còn rất nhiều thứ tôi không buông được. Bây giờ tôi nghe bác sĩ nói như vậy, bây giờ bắt buộc tôi phải buông thôi. Nên tôi cười lên là tôi có cơ hội buông được bác sĩ à. Chứ không phải tôi bị bắn loạn gì đâu bác sĩ. Tôi rất là bình tĩnh bác sĩ à. Thấy chưa? Nên không, quý vị ở đây là đúng là tích năng lượng không tưởng tượng được đó quý vị. Đây gọi là tịnh độ nhân gian đó quý vị. Tịnh độ nhân gian á. Những đứa nói cho quý vị nghe nha, bây giờ có nhiều người người ta không biết đó quý vị, người ta không hiểu, người ta nói rằng nghe pháp là phải bình tĩnh. Đúng rồi, nghe pháp là phải bình tĩnh, đó là pháp tự lực thì bình tĩnh đi. Nhưng mà được mấy người ngồi bình tĩnh? Chúng ta đến đây mà chúng ta kêu mình phải bình tĩnh, bình tĩnh thì ngủ sạch nhất. Tại sao cái pháp môn tịnh độ này gọi là tam căn phổ độ phàm thánh tề thấu? Tại sao tam căn độ được một cái pháp tịnh độ mà độ hết các căn, thượng căn, trung căn, hạ căn, là tất cả các căn pháp môn tịnh độ độ được, nó gom về một chỗ được luôn, là vì sao? Vì căn bạn cao thì bạn niệm giảng sanh cao, căn bạn chung thì bạn giảng sanh chung, căn bạn hạ thì bạn giảng sanh hạ. Nhưng quý vị nhớ rằng thế giới cực lạc nó đều là câu thông hết chứ. Quý vị giảng sanh hạ căn, nhưng lạ thay cái hạ căn quý vị giảng lên trung căn chơi được, và trung căn quý vị lên thượng căn chơi được luôn. Chỉ cần quý vị giảng sanh thì cực lạc là quý vị đều là đột phá cảnh giới. Vì thấy thù thắng không? Không thể nghĩ bàn luôn, không thể nào nghĩ bàn mà. Quá tuyệt vời. Cái năng lực thần thông của người hạ căn cũng vô cùng thù thắng. Nên từ nơi đó mà cái vãng sanh về thế giới cực lạc là cái mà quý vị biết rằng là nó quá đặc biệt. Tại vì sao? Đây là bổn nguyện Di Đà. Mà cái bổn nguyện Đức Phật A Di Đà là bình đẳng giác, nó giảng sanh bình đẳng. Nên bậc thượng, bậc trung, bậc hạ thì phân ra vì căn tính nào niệm Phật cũng được. Thí dụ như bậc thượng người ta niệm Phật, người ta có thể niệm nhất tâm bất loạn,
Bậc trung niệm Phật người ta có thể niệm thành Phước, ví dụ. Bậc hạ mình có thể tính nguyện niệm Phật là giảng sách. Nhưng mà nói thì thượng trung hạ là theo cái căn tính đó mà tu. Nhưng tiếp dẫn giảng sanh của Phật A Di Đà thì quý vị đều là bình đẳng. Cực kỳ thù thắng. Đều là niệm Phật để cầu Phật đích tiếp dẫn. Bậc thượng cũng cầu Phật đích tiếp dẫn, mà bậc trung cũng cầu Phật đích tiếp dẫn, bậc hạ cũng cầu Phật đích tiếp dẫn. Đều là Phật A Di Đà đến tiếp dẫn. Quý vị coi cái thế giới cực lạc thù thắng không nghĩ bàn. Đúng không? Đó.